À, xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin giới thiệu bạn một mẫu sản phẩm con quay giảm stress vô cùng mới. Và mẫu này rất là mới và mình vừa mới update về. Đây nó có 5 màu và mỗi màu được thiết kế khá là đẹp ha. Và được làm bằng kim loại. Đây, thiết kế nổi như thế này và có hình khá là sống động. Mẫu này hình Transformer ha. Mình không biết nữa, Transformer hay là đúng là Transformer đó. Thì những mẫu này quay bên ngoài nắng hiệu ứng khá là đẹp. Còn đây trong nhà cho nên chúng ta sẽ không thấy rõ hiệu ứng. Nó mẫu hai, mẫu màu vàng, mẫu ba mẫu màu xanh, màu đen. Màu này cũng khá là chất, giống nhìn giống cổ cổ đó. Thì tất cả cái mẫu này á được bán trên siêu thị Asen. Các bạn có thể truy cập vào website asen.vn và mở một từ khóa là CQR thì sẽ ra toàn bộ tất cả các sản phẩm luôn. Thì các bạn có thể tham quan và sưu tầm cho mình nhiều mẫu sản phẩm mà các bạn yêu thích ha. Và đặc biệt hôm nay mình sẽ khuyến mãi những mẫu sản phẩm mới update này cho các bạn ha. Giá chỉ còn 199.000 thì các bạn có thể truy cập vào website và tham khảo và mua đặt hàng cái bộ sản phẩm này tại website asen.vn ha. Và thời gian khuyến mãi xong bao lâu á thì mình sẽ update sau đó. Sẵn đây giới thiệu kéo một mẫu mới luôn cái mẫu này bằng đồng nha. Đây, và thiết kế khá là đẹp, đồng nguyên khối luôn á. Bọn ta có thể dặn ra tùy theo muốn của mình đó. Chúng ta có thể dặn ra như thế này đó, chơi 4 cục cũng được, hoặc tháo ra chơi 3 cục cũng được. Và nó được thiết kế khá là đẹp đó. Chúng ta có thể chơi 3 cục như thế này, hiệu ứng vô cùng đẹp và êm re đó. Và cái mã sản phẩm này cũng đã có trên website rồi, các bạn có thể truy cập vào website ha. Và mình sẽ giới thiệu cái mẫu này trong video sau đó. Video này thì mình chỉ giới thiệu những mẫu mấy em này rất là hấp dẫn á, được làm hoa văn nổi rất là đẹp. Các bạn có thể lựa chọn cho mình nhiều mẫu sản phẩm mình yêu thích nha. Hiện tại đang khuyến mãi, còn nếu mà hết chương trình khuyến mãi thì giá gốc của nó là sẽ là 250.000. Anh Sơn xin cảm ơn các bạn chú ý theo dõi, đừng quên like, share và subscribe kênh. Thì anh Sơn sẽ update nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và thú vị hơn sẽ gửi đến các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.